Hot cực hot anh em ơi, hiện tại trên shopvimin.com đã tăng giá vàng lên X3K8 nha anh em. 10k nhận 38 triệu, 100k nhận 380 triệu, 1.000 cũng bán nha anh em, 1.000 cũng bán. Và hiện tại tất cả dịch vụ đã giảm giá là 10%, riêng phần nick đã giảm giá là 20% nha anh em. Bán sẽ lời cho anh em tha hồ lựa chọn luôn nhá. Đấy, và hiện tại thì trên shop của mình bán rất là nhiều đồ giá rẻ này, mình đã cập nhật rất là nhiều ở đây rồi anh em nhá. Và ngoài ra dưới này thì vòng quay đồ này chỉ với giá là 20k anh em mới để quay trúng rất là nhiều đồ anh em nhá. Đấy, ở dưới này rất nhiều đơn đu anh em nhá. Đó anh em hãy lên ngay shopvimin.com để ngộ với nhá. Nếu anh em có nhu cầu mua nick hoặc là mua vàng giá tốt X3K7 thì em để truy cập ngay shop7sao.com để ngộ với nhá. Hiện tại thì shop đang bán vàng với giá là X3K7 bán ngọc X6.5, có rất nhiều dịch vụ ở dưới này này. Ngoài ra thì shop đang giảm giá nick tất cả các loại nick đủ 8 server cho anh em thao lựa chọn nhá. Nick rất là rẻ luôn. Đó, trước đã rẻ rồi, bây giờ càng ngày càng rẻ thêm anh em nhá. Ngoài ra thì dưới có rất nhiều random để cho anh em thao chơi này, vòng quay vàng này, vòng quay may mắn này. Đó, các kiểu luôn anh em nhá. Random thì có rất là nhiều luôn. Ok em nhá, thì ở clip này mình sẽ chốt cho em cái event ở clip trước, chính là sắm 2 radar 12% sức đánh cho League Vimin nha anh em. Thì clip này anh em ủng hộ mình khá là nhiều thì cảm ơn anh em nhá. Thì cách thức chơi rất đơn giản thôi, anh em chỉ việc bấm like video, bấm đăng ký kênh, bấm cái chuông, bấm tất cả anh em nhá. Sau đó anh em kéo đây, anh em xem cái cú phát chơi anh em nhá. Lưu ý là comment một lần duy nhất và không chỉ sửa nhá. Và là comment 2 lần thì coi như loại luôn anh em nhá. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành quay cái random từ 0 đến 99 anh em nhá. Ok, mình sẽ bấm quay luôn này. Số 46 anh em nhá, mình sẽ bấm Ctrl F số 46 nhá. Ok, và hiện tại thì mình đã thấy có mấy bạn comment. Uầy, có 2 bạn comment số 46 anh em ơi. Uầy. Uầy, nhiều. Uầy. Uầy, có 5 bạn comment số 46 luôn anh em ạ. Có 5 bạn comment số 46 luôn. Ok, thì 5 bạn này thì mình sẽ cộng cho mỗi bạn là 10k ở trên shopvimin.com nhá. Giải thưởng là 50k nhưng mà có rất là nhiều bạn comment trúng rồi, cho nên là mình phải tiến hành là chia đôi giải thưởng ra thôi. Đó, nếu clip này mà được đạt được 500 like thì những clip sau thì mình sẽ lưng giải thưởng lên anh em nhá. Đó, tại vì là bây giờ mình đã có cách thức để cho anh em trúng rất là cao rồi. Đó, ok. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là cộng cho 5 bạn này mỗi bạn là 10k ở trên shopvimin.com thôi. Đó. Ok. Một bạn đầu tiên. Tiếp tục bạn thứ hai. Ok, bạn thứ hai. Rồi, bạn thứ hai đây rồi. Ok. Thứ hai xong. Tiếp tục bạn thứ ba nha. Bạn thứ ba đây. Ok, xịt luôn anh em. Đó, ui, cái bạn này bạn ấy comment ở trên show của mình rất là nhiều rồi. Và mình sẽ tặng cho bạn này là 20k nhá. Bạn này đã comment rất là nhiều trên kênh của mình rồi. Mình rất là để ý những bạn nào mà comment rất là nhiều lần ở trên kênh của mình nhá. Ok, tiếp tục mình sẽ tặng cho bạn thứ 3 nha anh em. Ok, mình sẽ tặng cấp cho anh em luôn. Tiếp tục này. Rồi, chúng ta sẽ có một bạn cuối cùng. Ok, xong nhá. Ôi bạn này chưa comment có ở trên kênh mình nha. Hello và xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và mình vẫn là Sơ Minh đây. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip liên quan đến cái click clip như C nha. Click úp vàng chính hiệu luôn anh em ạ. Đó anh em có thể thấy đây. Ăn đâu rồi? Đây. Đây đây anh em nha. Đó, thì ngày hôm nay sử dụng cái lick úp vàng 240% này của mình để mình đi thử cái khí gan nhá. Đó, để xem được bao nhiêu vàng em nhá. Và hiện tại thì em có thể thấy tại chỗ vàng của mình hiện tại là không em nhá. Đó, để xíu nữa mình sẽ cho anh em xem là đi hết cái đấy sẽ được bao nhiêu vàng nha anh em. Và trước khi đi thì mình sẽ phải tiến hành là mình sẽ mua lấy đây một cái cải trang giá 400 ngọc em nhá, bằng cái cửa hàng giảm giá này. Đây. Ok, và bây giờ mình sẽ mua cái bông băng em nhá. Lý do tại sao mình lại mua cái bông băng này thì rất đơn giản, tại vì trong cái khí ga đấy thì nó có gọi là nó có một cái mark mà mình bị giảm kiểu như ở bên khâu anh em ạ. Nó rất là khó chịu luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào một cái nick phụ của mình. Đâu nhở? À, cũng chả phải là nick phụ đâu, chính là cái nick Spider 3 của mình để mình mở cái tầng để mình đi em nhá. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ chọn cấp độ, mình sẽ tiến hành chọn cấp độ 15 nha. Ok, vào khí ga cấp độ 15. Rồi. Đây, và hiện tại mình đã có mặt ở trong cái khí ga rồi nha anh em. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cuồng nộ bổ huyết giáp sen vào và cởi cái cải trang này ra cho anh em xem luôn nhá. Hiện tại bây giờ đang sử dụng đây úp vàng như này anh em nhá. Ok. Rồi, và bây giờ mình sẽ pem luôn. Chim một đã ra. Ok. Anh em nhìn chưa? Ôi. Level 15 này thì nó cũng chỉ gọi là đi nó vừa sức với mình thôi anh em ạ. Mình nghĩ là nó chỉ vừa sức thôi, vừa sức thôi. Đâu, cái tự động tập luyện đây rồi. Ok, chúng ta còn 254 phút anh em nhá. Đó, pem rất nhanh luôn, rất nhanh luôn. Ok, uy tín luôn. Quá xịn anh em ạ. Ôi, rơi ra ngọc dòng 7 sao anh em ạ. Ui, biết đâu tự nhiên rơi ra ngọc dòng 3 sao nhỉ. Nó lại ngon. Nhưng mà mỗi lần mà mình đi cái khí ga này anh em phải hiểu là
Mình cảm giác nó cứ hơi bị lắc lắc một xíu anh ạ. Nó kiểu hơi bị lắc lắc. Khả năng mình sẽ cài xuống là cheat 2 để cho nó gọi là nó hơi mượt một xíu. Đó, rất ok luôn anh em ạ. Ok. Rồi. Con mod này to to mình cứ tưởng là con mod lớn cơ, hóa ra nó chỉ là mấy cái mod bình thường thôi. Thì vàng nó rơi ra khá ít anh em ạ. Nó không được nhiều nữa. Trước thì mình nghĩ là nó sẽ được nhiều đấy, tại vì là bây giờ admin kiểu fix lại rồi, cho nên là cái lượng vàng bây giờ rơi từ quái nó rất là ít luôn anh em ạ. Thì có khả năng là ở trong cái bản đồ kho báu hoặc là ở trong doanh trại độc nhãn ấy, thì có khả năng là vàng nó sẽ rơi ra nhiều hơn với mức bình thường. Nhưng mà bây giờ admin cũng fix gọi là cũng gần như là triệt để rồi anh em nhé. Đó, ok. Rồi, con bot đã ra đi và số vàng mình nhận được một thỏi chính là, à một cục chính là hơn 1.000. Đó, nói chung là cũng khá là ổn áp luôn. Và mình sẽ sâu thử cho anh em xem thử một tầng sẽ được bao nhiêu vàng nha anh em. Ok. Nó chỉ lát đát là 1.000 đến 1.700 vàng thôi. Anh em nhìn này. Vâng, 69.000 vàng anh em nhá. Tầng đầu tiên. Rồi, bây giờ mình sẽ qua map sa mạc thôi. Rồi, map sa mạc của chúng ta đây rồi. Ok, map này đâu rồi? Rồi, và hiện tại mình đã có mặt ở trong cái map sa mạc nha anh em. Mình sẽ có cái gì để xài cho mạnh mạnh hơn xíu không? Thôi. Đây, cứ như này mà dã thôi nha anh em. Ok. Chuyển thôi. Bon ngay. Ok. Ui, vàng ở đây nó rơi ra nhiều hơn anh em nhá. Vàng ở đây thì nó rơi ra khoảng là 1.000 đến 2.000 vàng. Ồ, có lúc rơi 800 anh em ạ. Ok, nói chung là cũng ổn áp đấy anh em ạ. Mình nghĩ, theo cái dự đoán của mình ý, sau khi mà đi hết cái khí ga này thì vàng nó sẽ được khoảng là tầm 1 triệu vàng anh em nhá. 1 triệu vàng cho đến là 2 triệu vàng. Đấy là mình suy nghĩ vậy. Anh em thử đoán xem, đi hết cái khí ga này xem được bao nhiêu vàng em nhá. Ok, nói chung là cũng ổn áp sắp phết. Và đây cũng là lần thứ hai mà mình đi cái khí ga này em ạ. Lần thứ nhất là mình đi cùng bạn mình. Lần này thì mình đi bằng cái con nick úp vàng này của mình em ạ. Thì mình trước thì mình cũng dự tính là mình sẽ xe một thì mình sẽ tự úp vàng để mình tự cung tự cấp đấy. Nhưng mà bây giờ admin kiểu fix rất gắt luôn, cho nên là mấy cái nick này mình cũng không có khả năng là mình úp ra vàng được nhiều như trước nữa anh em ạ. Nhưng mà hiện tại ở trên shopping.com vẫn bán vàng với giá là 3k8 anh em nhá. 1k cũng bán anh em nhá, 1k cũng bán, lạp thẻ không bị trừ chiết khấu anh em nhá. Mua vàng, mua nick thì có thể ghé shopping.com anh em nhá. Ok. Rồi, con mod này khá là cứng đầu, nhưng mà cho dù mày là mặt trâu hay mặt quỷ thì cũng đi thôi. Ok, nói chung là cứ phải hợp lý. Ok, ok, ok. Ôi, vàng rơi nhiều. Ôi, chỗ đằng này còn nó còn không thèm nhặt vàng luôn này anh em. À, mấy con lợn này trâu quá. Hơi tốn ki anh em ạ. Đánh như thế này tốn ki thực sự. Hên là mình có cái đậu 6 đấy anh em. Ok. Bot AZB à. Con bot khá là to, đứng đây nhìn khá đẹp trai. Ok. Bot này thì nó yếu hơn bot vừa nãy. Bot vừa nãy thì nó khoảng là 11 triệu HP đúng không? Con này thì có 9 triệu thôi. Thì 9 triệu thì đam một cái thì được 200 thì pem khoảng là 30-40 cái thì con bot chết thôi. Khá là ok luôn. Thì sau khi mà mình pem xong cái con mod ở cái map này ấy, ui 2.000 vàng rồi anh em ạ. Quá phê. Đây, chỗ này thì nó không nhặt vàng. Ô, đâu rồi? Đây, đằng này có vàng rơi. Ô, không phải. Ok, mình sẽ qua map vùng đất băng giá nha anh em. Thì mình sẽ phải tiến hành nè. Từ từ. Có khả năng là mình sẽ phải tiến hành mua thêm một số thứ, ví dụ như là vệ tinh HP để mình hồi HP, đánh nhanh rút gọn này cái tầng đấy em nhá. Mình sẽ mua thêm một cái vệ tinh trí lực, vệ tinh sinh lực. Ok, ô, sao đầy hành trang? Có mấy cái giáp anh em ạ. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ bán ngọc dòng 7 sao đi. Ok. Sẽ mua thêm hai cái vệ tinh sinh lực với lại một cái vệ tinh trí lực khi mà mình cần anh em nhá. Ok, mình sẽ mặc lấy một cái cả trang này. Ok, chúng ta đã đến nơi cần thiết rồi. Tiến hành qua sa mạc và chúng ta sẽ qua map băng giá thôi anh em. Ok, map này map thứ 3 anh em nhá. Rất là ok luôn, ok luôn. Nói chung là khá là uy tín. Ok, mình không bị giảm HP với các thứ anh em nhá. Đánh cái thứ là rất là ok rồi. Và bây giờ thì mình sẽ pem bot thôi. Lượng đam thì khá là ổn áp. Ok, map này thì ok, con quái đông nghịt bot luôn anh em ạ. Bot đủ các loại màu luôn, xanh, đỏ, tím, vàng luôn. Ok. Ui, vàng ở map này thì nó rơi khá là nhiều luôn này. Ui, 800 này. Ồ, nó như mấy bot bình thường ấy thôi. Với lại cái vàng ở đây mình nghĩ là nó sẽ theo cái tỷ lệ vàng. Ví dụ như anh em đi cấp mấy năm thì vàng nó chỉ được như thế thôi. Kể cả anh em mặc cái
Và từ quái thì mình nghĩ nó cũng thế rồi anh em ạ. Mình nghĩ là vậy. Ok, nói chung là đi mấy tầng này thì khá là ok. Xíu là không biết là con mod cuối cùng biết nó có gây khó chịu cho mình không thôi. Còn hiện tại bây giờ thì mấy con mod này thì khá là bình thường và đơn giản, easy luôn anh em ạ. Ok, đó. Thì con mod châu châu này này, đó. Mấy mod bên cạnh này nó pe mình ngoài. Ok, nói chung là cũng ok đấy, không bị làm sao anh em ạ. Mình sẽ phải sử dụng thêm một đồ hút nữa anh em nhé. Đồ hút này thì đây sẽ phải hút thêm một cái hút HP nữa thì mới vừa đam được. Ok anh em thấy chưa? Thì mấy con mod này thì mình sẽ phải tiến hành cắm lấy một cái vệ tinh, tại vì là hiện tại mình đang thừa vệ tinh mà. Ok, có vệ tinh rồi. Okay. Ngon rồi anh em. Đó anh em thấy chưa? Đó, bot pem rất đau nhá, pem rất đau luôn anh em thấy không? Đó, bot nó pem mình một phát là mình gần đi luôn này. Đó, nhưng mà nói chung là hiện tại bây giờ là khá ok, cắm thêm cái vệ tinh là khá hợp lý. Cái mod này mình nghĩ là rất rất là nhiều vàng luôn, tại nó đánh mình đau mà. Chết chưa lợn. Ồ, 1.300 vàng luôn. Ngoài, được của nó đấy. Ok. Được. Tiếp tục sẽ đến với một con quái như con quái vừa nãy anh em ạ, cũng là 13 triệu HP. Một con quái có tên là Kinkarner. Vãi cái thật. Nhưng mà được cái là mấy con mod ở trên thì nó không đấm mình, cho nên là cái con này thì clip như C của mình tha hồ pem luôn anh em ạ, không sợ luôn, không sợ mười giờ luôn. Ok, hợp lý luôn. Ok, vậy là chúng ta sắp qua được cái map là rồi nha anh em. Đó, map này thì khá là đông quái đấy, thực sự là một trong những cái map mà mình cảm thấy rất là đông quái luôn anh em nhé, rất rất là đông quái luôn. Không biết là còn bao nhiêu phút nữa, nhưng mà cảm giác của mình là những con quái khó đã đi hết rồi, bây giờ chỉ còn những cái con quái cực kỳ là dễ thôi. Ồ, có một con quái bay là 12 triệu HP anh em ạ, nhưng mà nó đấm mình thì tốn khá là ít máu anh em ạ. Anh em nhìn không, hầu như nó không pe mình luôn ý, nó không pe mình như nó khinh mình sao, nó khinh mình phải đập cho nó đi luôn đó. Ok anh em, và hiện tại thì mình đã xong cái map này rồi nha, bây giờ mình sẽ tiến hành là qua map khác thôi. Rồi, nó ở đâu rồi? À đây, đây hành tinh bóng tối anh em nhá. Thì có khả năng mình sẽ sử dụng cái trang này đó, cho nó bóng tối một tí anh em nhá. Nó chạy sang bên này, chạy sang bên kia. Ok, chung là hợp lý luôn anh em. Ok, map này thì nó như map phách lùi đen anh em ạ. Ok, map như nào thì cần hết, ngán gì đâu anh em. Ok, bộ huyết sắp xin lên rồi. Map này thì quái khá là bình thường luôn anh em. Ok, xem đông không? Ồ, không đông mấy anh em ạ. Boss này thì không đông mấy, nhìn nó cũng bình thường, ổn áp. Ok. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến với lâu đài Litchi nha anh em. Ok, ta sẽ qua map lâu đài Litchi. Và cái map này sau khi mà mình tiêu diệt hết những cái con mod này thì mình sẽ tiến hành là tiêu diệt cái con mod cuối cùng, và mình có thể nhận được cải trang rồi anh em. Nhưng cái quan trọng ở đây là mình sẽ đi hết cái này để mình xem là mình được bao nhiêu vàng nha anh em, chứ không phải là mình mục tiêu chính của mình ở trong cái clip này là nhận được cải trang nó như thế nào nha anh em. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở trong cái đi khí ga này thì mình sẽ hơi ngoài lề một xíu như anh em biết đấy. Thì nếu mà anh em đi map càng cao thì đồng nghĩa với việc chỉ số là càng ngon, thế thôi, chả có gì gọi là quá là khó khăn cả. Ok anh em, đây có mod cuối cùng mà chúng ta đang cần tiêu diệt đây nha anh em. Đó, có mod cuối cùng đấy. Thì chốt lại cho anh em ấy, thì mình sử dụng cái set vàng từ quái này đi cho anh em xem ấy. Thì đây, vàng mình nhận được đây nha anh em, 385.000 vàng em ạ, ở level 15 nhá. Đó. Nói chung là tưởng dân chơi, hóa ra là chán quá anh em. Đấy, được bằng đấy vàng này anh em ạ, cứ tưởng phải được 1 triệu vàng gì đó cơ. Nói chung là lần này đi hơi thất bại anh em ạ. Đấy, nói chung là clip của mình sẽ kết thúc tại đây. Và nếu anh em thích clip này của mình thì hãy cho mình xin một like và đăng ký nhá. Đó, chốt cho anh em xem là cái set vàng đi level 15 thì nó sẽ được bằng đấy anh em. Ok anh em nhá, và cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Bye bye anh em.